Hi, chào các bạn. Hôm nay là mình làm cái video này là để review sản phẩm mới bên shop mình, đó là thức ăn dặm cho hamster, hay tên thông thuộc các bạn còn gọi là thức ăn vặt, thức ăn dinh dưỡng, vân vân. Thì hiện nay mình có các mẫu mã như này là cơm ngũ sắc, mà đây là vị dâu nha các bạn. Còn này cũng là cơm ngũ sắc luôn, vị bơ. Còn đây là cơm bắp tê tê. Còn đây là hướng dương. Hướng dương loại này là hạt lớn nha mấy bạn. Còn đây là cơm gạo. Cái này thì ai nuôi hamster thì cũng quá thông dụng rồi đúng không? Còn đây là ngọc mễ. Thì bây giờ mình sẽ review cho mấy bạn coi cái mức độ ham ăn của mấy con hamster nhà mình. Đây, ở đây chúng ta có một bé vàng chanh mắt đỏ. Ấy ấy ấy, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ê ê. Đây, rất là đáng yêu nha mấy bạn. Hay là hay camera lần đầu lạ quá. Ở đây mình sẽ cho bé một cục cơm bắp. Đó, mấy bạn thấy chưa? Bé rất là thích ăn cơm bắp nha. Lần nào có cơm bắp, bé cũng quýnh lộn như con đực hết. Đó, mấy bạn thấy chưa, bé rất là thích ăn. Thì như các bạn muốn mua ở xa, muốn mua thì có thể liên hệ Shopee của mình sẽ để link Shopee mình bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình sẽ hiển thị ngay sau đây. Video tới đây là hết rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.